Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, trang web của Giáo phận Vinh bất ngờ thông báo cho Linh mục An Tôn Đặng Hiểu Nam, quản sứ giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nghỉ mục vụ. Thông tin ngay lập tức gây bất mãn đối với nhiều người, đặc biệt là những linh mục, những giáo dân bất đồng chính kiến. Nhiều ý kiến cho rằng quyết định trên của Giáo phận Vinh đã có bàn tay của Cộng sản đứng sau gây sức ép hoặc giật dây để trả thù vị linh mục luôn lên tiếng vì lẽ phải, vạch trần những tội ác của nhà cầm quyền đối với nhân dân. Không chỉ vậy, từ khi đại thảm họa môi trường Formosa xảy ra ở biển miền Trung, ông Nam đã cùng với các giáo dân không ngừng đòi công lý, đòi quyền lợi cho các nạn nhân. Điều này đã khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản rất tức giận, xem ông như cái gai trong mắt. Nhưng ít ai ngờ rằng Giáo phận Vinh lại hành động một cách vô căn cứ, khiến nhiều người đánh giá cho việc linh mục Đặng Hiểu Nam nghỉ mục vụ chẳng khác nào là cái tát vào niềm tin của giáo dân và những người yêu tự do tôn giáo dân chủ. Rất là bất bình vì cha không có vi phạm gì hết. Quyết định cho cha Nam nghỉ mục vụ đó là không bình thường vì cha tuổi cũng chưa tới tuổi nghỉ hưu mà cha cũng không có vi phạm gì ở trong luật đi tu. Rồi cha chỉ nói lên tiếng nói đòi quyền lợi cho con dân của mình thôi. Thì có thể là có một cái sự áp lực nào đó từ nhà cầm quyền mà để cho bề trên, để cho cha nghỉ một vụ sớm như vậy. Cha nói thì sự thật thì không có gì mà phải ngưng tiếng nói của cha. Bản thân của Giáo hội Công giáo cũng có hai cái học thuyết đối với độc tài, đối với Cộng sản. Một cái học thuyết đó là nghiêng về cái sự cứng rắn, có nghĩa là những cái là nghiêng về cái sự đối đầu trực diện và không khoan nhượng. Cũng có một cái học thuyết gọi là học thuyết cái gọi là mềm dẻo. Thì cái học thuyết này chú trọng đến cái sự gọi là cái sự giống như là vì cái lợi ích chung, thỏa hiệp những cái lợi ích nhỏ nhỏ chẳng hạn như vậy. Thì hiện tại ở ngay tại Vatican vẫn tồn tại hai cái học thuyết như vậy. Cho nên là cái chuyện mà một đức cha hay là một cái vị lãnh đạo nào đó về tinh thần đó, có cái xu hướng cũng là muốn thỏa hiệp một chút để đạt được cái một cái mục đích lớn hơn thì đó cũng là cái chuyện rất là bình thường. Bởi vì thật sự ra thì cái học thuyết là do con người xây lên. Thì cái học thuyết có thể là đúng, có thể là sai, mà đúng hay sai thì cũng khó có thể mà nói được ai đúng ai sai. Cho nên là sẽ có những người theo học thuyết cứng rắn và sẽ có những người theo học thuyết mềm dẻo. Ví dụ như cha Tân, cha Nam, những cái người mà họ theo cái học thuyết gọi là cứng rắn, họ đối đầu bất không có khoan nhượng. Riêng bản thân Duy thì Duy cũng cảm thấy rằng cái chuyện mà thỏa hiệp với Cộng sản thì là không có hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì Cộng sản họ chưa bao giờ họ tuân thủ cái lời hứa của họ. Mình thỏa hiệp với họ là mình giữ lời hứa của mình mà họ không giữ lời hứa của họ. Thì cái phần thua chắc là mình nói. Nếu mà nói là cài vào thì khả năng là có. Nhưng mà rõ ràng là không dễ. Bởi vì cái quá trình để trở thành một linh mục rất là gian nan. Dĩ nhiên là khó, kẻ nào cũng có người làm được. Nhưng mà dĩ nhiên là cái số đó là cực kỳ ít. Duy thì Duy nghiêng về cái khả năng gọi thỏa hiệp nhiều hơn. Ngày 20 tháng 6, Linh mục Đặng Hiểu Nam chia sẻ với Facebook JP Nguyễn Hiểu Vinh nguyên nhân mà Giáo phận Vinh cho ông nghỉ là vì ông đã nói chuyện chính trị. Thông tin này đã khiến dư luận đặt nghi vấn, phải chăng cũng giống như Phật giáo, Giáo hội Công giáo ở Việt Nam đã bị Cộng sản cài cắm người vào hoặc đang thao túng giáo hội ngày càng lớn hơn. Vì ngoài tình trạng một số linh mục nói chuyện chính trị, bị cho nghỉ mục vụ hoặc không còn được quản sứ, thì một số linh mục khác lại tỏ ra khá thân thiết với nhà cầm quyền và còn nhận được bằng khen của nhà cầm quyền. Cha Long không biết là vô ý hay là hữu ý mà nói áp vô cái đó để đưa cho
cha Nam vào cái tội đó để mà buộc cha phải là ngưng một vụ, là mình phải phân biệt hai cái khái niệm. Cái khái niệm thứ nhất á, nó là tham gia vào hoạt động chính trị, và cái thứ hai nữa đó là quan tâm tới cái những cái lĩnh vực chính trị xã hội. Ở cái lĩnh vực thứ nhất đó, tức là mình khi mà anh nói là tham gia vào hoạt động chính trị, có nghĩa là anh phải tham gia vào một cái tổ chức chính trị hoặc là một cái đảng phái hoặc là một cái tổ chức nào của chính phủ để hoạt động chính trị. Và cái thứ hai đó là cái vấn đề là quan tâm tới chính trị hoặc là sống một cuộc sống chính trị. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cha Nam là cha sống cuộc đời chính trị, quan tâm tới chính trị, chứ cha không có hoạt động chính trị. Tất cả những gì cha làm đó là cha làm vì cái giáo dân của mình, đấu tranh cho cái quyền được tự do, cái quyền thống nhất của giáo dân của mình, không phải là vì cho một cái tổ chức chính trị nào. Cũng vào ngày 20 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân, Linh Mục Đặng Hiểu Nam đã đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý với nội dung là nhún nhường từng bước là mất nước từng phần, thỏa hiệp từng lần là cho thân cho giặc. Còn trên trang Facebook của Linh Mục Nguyễn Duy Tân, một người bất đồng chính kiến và cũng là Linh Mục bị điều chuyển không cho quản xứ nữa, đã bình luận về vụ ông Nam rằng giáo hội ngày càng chia rẽ thì quỷ đỏ ngày càng vỗ tay reo mừng, cứ để cộng sản ra tay xử phạt cha Nam chứ đức cha không nên ra đòn, sẽ gây xôn xao. Thực trạng này của giáo hội Công giáo Việt Nam đã khiến cho nhiều người, đặc biệt là các giáo dân, lo sợ vận mạng của giáo hội tương lai sẽ giống như Trung Cộng, thay vì chỉ thờ Đức Chúa Giêsu thì sẽ treo ảnh thờ thêm những lãnh đạo cộng sản. Nếu mà cha bề trên mà cứ chọn để mà giải tán các cái tiếng nói của các cha thì đây cũng không phải là sự an toàn cho giáo hội. Anh nghĩ là giáo hội Công giáo càng ngày càng có những cái bước đi thụt lùi trong cái vấn đề là bảo vệ cái quyền tự do tôn giáo cũng như là cái quyền tự do ngôn luận, thậm chí là bảo vệ những cái hàng giáo sĩ của mình. Đó là một cái điều mà hầu như tất cả những giáo dân mà quan tâm tới cái vấn đề xã hội đều nhận thấy điều đó, và họ đều lo lắng rằng sẽ có một ngày nào đó giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ xuất hiện một giáo hội hầm trú giống như Trung Quốc. Nếu như cái chế độ cộng sản này nó tồn tại thêm một khoảng một chục năm nữa thì khả năng rất là cao, với những cái bước đi càng ngày càng đi lùi thì mình thấy cảm thấy rằng nó là cái khả năng rất là cao, nhưng mà mình hy vọng rằng nó không kéo dài quá như vậy. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Sài Gòn. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.